Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số tư, nó nói về hàm và mãn. Cũng may là mình có đổi lên GitHub cho nên là chứ không. Ok, vậy giới thiệu sơ qua về bài bài 4 này, chúng ta sẽ học cái gì? Hàm là một thuật ngữ chỉ một nhóm các câu lệnh được đặt tên để chương trình có thể gọi bất kỳ lúc nào. Hàm là khái niệm cực kỳ quan trọng trong JS nói riêng cũng như trong lập trình nói chung. Bất kỳ ngôn ngữ, hầu hết tất cả các ngôn ngữ đều có khái niệm về hàm trong các ngôn ngữ lập trình của mình. Khả năng quan trọng nhất của hàm là giúp cho chúng ta có thể tránh được việc lặp đi lặp lại những cái đoạn code đơn giản mà chúng ta cần phải viết đi viết lại để xử lý chung một cái tác vụ nào đó, hoặc là những tác vụ có những điểm tương đồng với nhau, giúp cho chúng ta có thể viết code ngắn gọn, dễ xử lý hay sửa đổi và nâng cấp chương trình hơn. Một phần nữa là chúng ta sẽ học về mãn. Mãn là một loại dữ liệu dạng tập hợp nhiều phần tử. Đối với JS thì tập hợp nhiều phần tử này có thể là những kiểu dữ liệu khác nhau như là number, string hay boolean, vân vân. Và chúng ta sẽ sử dụng mãn để lưu trữ dữ liệu dạng danh sách. Ví dụ như danh sách tên của các sinh viên trong một lớp học chẳng hạn. Hay là danh sách độ tuổi hay là các nước láng giềng của một nước chúng ta sẽ làm trong bài lab 4 chẳng hạn. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Để vào bài này, chúng ta cần phải biết qua một cái khái niệm, đó là strict mode là gì. Strict mode là một chế độ đặc biệt giúp cho chúng ta để kết hợp trong là một chế độ đặc biệt mà chúng ta có thể kết hợp trong JS để việc viết code trở nên dễ dàng, an toàn và tránh những sai sót hoặc là những lỗi tình cờ mà JS ở trong chế độ bình thường nó ngầm bỏ qua. Việc sử dụng JS này sẽ giúp cho chúng ta rà soát những cái lỗi mà nó bỏ qua, làm cho những dự án mà lớn chúng ta có thể không mắc những lỗi sai lầm đó. Để sử dụng được cái chế độ strict mode này, đơn giản các bạn chỉ cần sử dụng use strict ở đầu file là thôi. À, cái này mình có nói lúc nãy là mình chưa kịp tải VS Code trên máy của bạn mình, cho nên là ở đây mình không có cái VS Code để mà demo cái này cho các bạn ha. Này mình sẽ thử đây, mình sẽ đặt cái mình có viết sẵn cái file này để demo khi mà mình học cái bài này rồi, nhưng mà do máy mình nó hư đột xuất cho nên là giờ mở VS Code không được. Ok, chúng ta sử dụng từ khóa là use strict này ở đầu file. Nếu mà nâng cao hơn nữa, ở đây người ta gọi use strict này ở chế độ là toàn cục. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về nó thì nó có một chế độ khác là cục bộ. Nó đặt ở đầu những cái hàm hay những cái block nào đó. Về hàm và block chúng ta sẽ biết sau. Ok. Phần này thì cơ bản, cho nên các bạn chỉ cần nắm là sử dụng strict mode là nó giúp chúng ta loại bỏ một số lỗi. Ví dụ một số lỗi như thế nào, mình ví dụ ha, mình có đoạn code như thế này, mình chạy code trên console cũng tương tự như là mình viết trên một file JS và trên VS Code rồi gắn nó vào file index rồi chạy nha, tương tự. Ví dụ cái dòng đầu tiên mình khai báo biến con hoặc mình count đặt là bằng không, nhưng mà cái dòng số 2 mình lại viết sai chính tả của nó, thiếu mất chữ n chỗ này à, và mình gắn nó bằng 10. Mục đích của nó là mình muốn gán lại cái biến count này bằng 10 nhưng mà mình viết lộn. Như vậy thì đối với theo các bạn thì nó có báo lỗi hay không? Đó, nó không báo lỗi. Tại vì sao? Lúc này nè, JS nó ngầm bỏ qua cái lỗi đó và nó chạy ok luôn. Đó, còn nếu mà chúng ta sử dụng strict mode thì như thế nào? Mình sử dụng strict mode ha. Rồi. Ồ, hình như trên này mình chưa test ha. Nó là không ăn. Không được, cái trường hợp này mình chưa chưa test. Về cơ bản á, nếu mà dùng sử dụng strict mode ở chỗ này thì chỗ này sẽ báo ngay cái lỗi, là nó báo cái lỗi gì? Cái lỗi cái biến này nè. Cái biến dòng số số 3 đây. Mình đang bôi đen. Đó, cái biến đó nó chưa được định nghĩa, chưa được khai báo, cho nên mình không thể gán giá trị cho nó được. Đó, tại sao mình lại cho ví dụ này? Tại vì đôi lúc mình code nhanh hay là mình code ban đêm, mình thức khuya quá, mình sẽ quên cái chính tả đây. Đó, mình viết thiếu một vài từ nào đó, mà nếu mà không sử dụng ở chế độ strict mode này, thì
nó sẽ không báo lỗi. Chúng ta cứ thế mà viết, đến khi chúng ta viết dòng code được 1.000 dòng, 100 dòng mà chúng ta không biết nó sai chỗ nào hết, tại nó đâu có báo lỗi. Đó, đơn giản strict mode là như vậy ha. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi qua về hàm. Định nghĩa hàm là gì? Hàm về cơ bản là đoạn code mà chúng ta có thể sử dụng lặp đi lặp lại trong code bằng việc gọi hàm. Chúng sẽ có chức năng là thực hiện một hoặc nhiều hành động hay là nhiệm vụ hay những tác vụ nào đó. Tại sao mình lại nói là nó thực hiện một hoặc nhiều hành động? Và những cái hành động đó là do chúng ta quy định. Ví dụ, mình có một cái hàm là cộng hai số. Thì đầu tiên mình thực hiện cộng hai số, sau đó cái tác vụ tiếp theo là mình in nó ra console, mình dùng console log, mình in ra hai số sum của nó là bằng a cộng b chẳng hạn ha. Ví dụ đơn giản vậy, chút nữa qua code thì mình sẽ ví dụ cụ thể hơn. Một đặc điểm tiếp theo là hàm nó khá giống là biến, biến chứa giá trị, còn hàm ở đây là chứa một đoạn code. Một đoạn code, mình lưu ý ở đây, một đoạn code là một, có thể là một hoặc là nhiều dòng code hoàn chỉnh nha, chứ không phải một đoạn code là một dòng code không đâu ha. Hiểu nôm na hàm như một hộp, cái này là mình diễn đạt theo ý của mình ha, chứ không phải là cái định nghĩa gốc của nó. Hiểu nôm na hàm như một cái hộp chứa các dòng code, và khi chúng ta cần những cái dòng code này để thực hiện các tác vụ gì đó, chúng ta không cần viết lại những dòng code đó mà chỉ cần gọi đến hàm để lấy những dòng code này, và JS sẽ thực thi code vào trong cái hộp đó. Mình ví dụ đơn giản vậy ha. Rồi ok, chúng ta sẽ qua một cái ví dụ đơn giản như thế này. Ví dụ mình có một cái nhiệm vụ, mình có một bài toán thế này. Ví dụ chúng ta có một tác vụ là tính toán tuổi, sau đó là so sánh cái tuổi đó với 18 để xem bạn nó có đủ 18 tuổi hay chưa, rồi bring ra console như cái dạng như thế này. Bây giờ mình sẽ thử trường hợp tác vụ này các bạn có thể làm đơn giản, nhưng nếu mà bài toán nó lớn lên, chẳng hạn như là chúng ta làm tác vụ này trên 100 người với 100 cái độ tuổi khác nhau, thì chúng ta sẽ code rất là nhiều. Mình ví dụ ha, đây ví dụ mình có 4 người tương đương với 4 cái năm sinh như thế này. Nếu như mà mình làm riêng rẽ thì mình sẽ code 4 cái vòng như thế này, đúng, 4 cái vòng if. Đầu tiên là mình sẽ khai báo cái biến lấy số năm 2022 trừ cho cái năm sinh ra độ tuổi, sau đó mình sử dụng if else để so sánh. Nếu mà lớn hơn 18 mình sẽ in ra bạn đã bao nhiêu tuổi đó và bạn đã đủ trên đã đủ 18 tuổi trở lên, còn nếu mà nhỏ hơn 18 thì mình sẽ console ra cái số tuổi và báo là bạn chưa đủ 18 tuổi. Mình ví dụ đơn giản vậy nhé, để enter thử coi nó chạy như thế nào. Đó, thì nó cũng chạy ra như vậy, nhưng ở đây mình viết 4 độ tuổi, nhưng nếu mình viết là 100 độ tuổi thì chẳng lẽ mình lại viết cái if như thế này 100 lần và khai báo 100 cái biến như thế này. Như này thì quá dở, với lại code nó sẽ rất là nhiều, thậm chí có những data rất là lớn chứa hàng triệu cái đối tượng như vậy, thì mình sẽ không làm được cái điều này. Đó lý do tại sao mà code nó rất là quan trọng. Quên, mình nhầm nhé, function nó rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ thử làm một cách khác, cách như thế này ha. Chà, mình comment hết rồi, không biết ở trên này. Oh, hay quá. Đây là cách khác của mình. Mình sẽ làm, mình chưa giới thiệu qua cái function nó có cấu trúc như thế nào, nhưng bây giờ mình sẽ chạy trước cái đoạn code này nhé. Ok, các bạn thấy cái output nó chạy ra giống như nhau đúng không? Ở đây là mình viết một cái hàm một lần thôi, mình if else trong này một lần đó. Tại vì nó không lặp lại code mình nói lúc đầu á, cho nên những cái đoạn này mình chỉ cần viết một lần thôi, mình đưa nó vào hàm. Các bạn hình dung nó như một cái hộp chứa những dòng code hoàn chỉnh, và khi mà chúng ta muốn chạy những dòng code đó, chúng ta không cần viết lại mà chúng ta đem cái hộp đó giao cho JS engine, nó sẽ lấy những dòng code đó ra nó chạy. Hiểu nôm na là như vậy ha. Đó, bây giờ mình sẽ, đây là mình khai báo hàm. Tiếp theo chúng ta sẽ gọi hàm. Gọi hàm trên 4 cái độ tuổi đó thì nó sẽ chạy ra kết quả đây. Ok, tiếp tục. Hàm nó sẽ có 3 dạng khác nhau và chúng ta sẽ lần lượt đi vào các dạng của nó ha. Đầu tiên là về khai báo hàm, hay gọi là declare function, biểu thức hàm, hay là expression function, hàm mũi tên, hay gọi là array function. Như vậy thì mình có tóm lược lại những cái kiến thức, những cái tính chất cơ bản mà cần biết về hàm. Nên nhớ nó là cơ bản nhé, tại vì bài hàm này, thậm chí về mảng, chúng ta sẽ học, còn học ở bài 9, bài 10 và bài 12 nữa. Nên cực kỳ quan trọng.
vậy, một số tính chất mình tóm gọn các bạn cần phải nắm là gì? Nên nhớ hàm sẽ không được thực thi lúc định nghĩa. Mình ví dụ chỗ đây, này là lúc mình khai báo mình định nghĩa một hàm này. Mình làm nó lại ha. Đó, lúc mình khai báo một hàm như thế này thì thật sự nó không có gì xảy ra cả. Tại vì sao? Lúc này hàm nó chưa được chạy. Muốn chạy thì chúng ta còn phải gọi hàm. Ví dụ mình soi vào một cái năm, mình đưa vào một cái năm là 2010 đi, thì nó sẽ đưa ra là 12 tuổi đúng không? Đó, và nó nhỏ hơn 18, cho nên nó, đây cái lúc mà mình gọi hàm, toán tử gọi hàm là cái toán tử cái tên hàm, sau đó là dấu ngoặc, dấu mở ngoặc và đóng ngoặc, bên trong là có thể có tham số hay không có tham số tùy vào hàm của chúng ta ha. Đó, như thế thì hàm nó mới được gọi và được chạy. Các bạn hãy lưu ý điều đó nhé, tại mình nhấn mạnh chỗ này chữ không và chỉ được gọi, chỉ được thực thi khi được gọi. Màu đen tại sao? Tại vì có nhiều bạn bị sai chỗ này. Nhiều lúc các bạn định nghĩa một hàm có mình định nghĩa xong mà nó đã chạy rồi, xuống nếu các bạn không gọi lại thì nó thật sự nó mới chạy ha. Và tiếp theo, hàm có thể nhận vào tham số, thì có thể một hàm có tham số, không có tham số nào, hoặc một tham số, hai tham số, thậm chí n tham số. Cái trường hợp n tham số này nè, tức là số lượng tham số đó mà không mặc định là 1, 2, 3. Cái này thì nó liên quan tới một từ khó là argument nữa. Và cái phần này thì nó sẽ mình sẽ giới thiệu ở những bài sau, những bài sau chúng ta sẽ học ha. Hàm có thể trả về một giá trị return, một giá trị nào đó. Mình ghi là có thể thì có nghĩa là gì? Có thể là nó có thể return hoặc là không, hay có thể không có return ha. Cái lúc mình nói như thế này mà có vấn đề trục trặc nào về âm thanh hay là vấn đề gì đó thì các bạn có thể nhắn tin để mình biết nhé. Nhắn tin hoặc là hỏi những câu hỏi nào đó và liên quan tới cái bài mà mình chỉ như mình nói sai chẳng hạn đi, hoặc là các bạn chưa hiểu phần đó mình sẽ nói kỹ hơn ha. Tiếp tục chúng ta sẽ đi qua lần lượt những tính chất này, nhưng đầu tiên mình sẽ nói trước về cái dạng khai báo hàm tiếp trước. Tại vì sao? Tại vì mình phải biết cái cấu trúc về một dạng của nó để mình viết thì mình mới hiểu được những cái tính chất kia ha. Khai báo hàm là như thế nào, nó gồm có những phần nào? Đầu tiên là từ khó, mình xóa những chỗ này ha. Đầu tiên từ keyword function cái đã. Tiếp tục là cái tên, tên hàm. Tên hàm, bây giờ mình đặt cái tên hàm là myfun. Sau đó dấu mở ngoặc và đóng ngoặc, có thể cắt. Có thể cắt như vậy cũng được, hay không cắt cũng được ha. Bên trong cái dấu mở ngoặc đóng ngoặc này là những cái tham số mình truyền vào, có thể có hay không. Bây giờ trường hợp đơn giản nhất là mình để không có cái, không có cái tham số ha. Code ở trên này thì nó hơi không tự nhiên lắm. Ví dụ myfun của mình nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Mình chỉ cần show lắp ra một cái lời chào nào đó thôi. Chẳng hạn hello mọi người, mình enter, thì enter nó chưa gọi được đâu nha, nó chưa chạy được đâu nha. Mình phải gọi hàm qua toán tử này. Đó, nó cần show lắp cái cụm từ là hello mọi người. Đó, nó còn một cái gọi là phần thân hàm. Phần thân hàm đầu tiên là từ cái keyword function, tiếp theo là cái tên, phải cắt ra nhá, ít nhất là một cái khoảng trắng. Sau đó là cái tên hàm, tiếp theo là ngõ ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Bên trong đó có thể có tham số hay không có tham số, tùy vào những bài toán và cách định nghĩa của chúng ta. Tiếp đến là cặp dấu ngoặc, cặp ngõ ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. Còn ở bên trong của nó này, ở bên trong của nó là thân hàm nha. Và bên trong hàm chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bắt đầu viết những cái đoạn code, những cái dòng code để thực hiện những cái chức năng nào đó do ta định nghĩa. Ví dụ mình muốn cái hàm này nó chỉ cần show đơn giản như vậy thì mình làm như vậy thôi. Hoặc là muốn nó nhiều hơn nữa, mình sẽ làm nhiều hơn. Mới tiếp cận thì mọi người cứ hiểu về cấu pháp của nó đã. Rồi, tiếp theo một số ví dụ về khai báo hàm. Cái hàm đầu tiên là dụ lời chào đi, mình không có tham số. Đầu tiên là mình định nghĩa như mình nói, keyword, tên, mở ngoặc đóng ngoặc, cặp dấu ngoặc nhọn, bên trong là thân hàm. Sau đó mình gọi hàm ha. Trường hợp thứ hai cũng tương tự, nhưng trường hợp này mình có tham số. Nhiệm vụ của cái function này là nó cần show log ra cái tổng của hai số A và B mình đưa vào. Mình enter, mình chạy thử ha. Đó, nó chạy cái hàm đầu tiên chỗ này. Nó sẽ chạy ra cái hàm cái dòng này. Cái hàm thứ hai mình gọi chỗ này, nó chạy dòng này. Mình ví dụ mình get sum một cái giá trị khác đi.
12 20 chẳng hạn thì tổng nó sẽ là 32. Ok ha. Cái này là chuỗi cái template string trong S6 mọi người đã học ở bài trước nha. Mọi người có câu hỏi gì cứ cứ đặt lên luôn nhé, hoặc thậm chí là chút nữa mình xong mình đặt cũng được, nhưng mà mình có thể đặt song hành lúc mình nói cũng được ha. Rồi tiếp theo mình nói tới cái phần tham số. Các tham số gọi là đối số đầu vào của một hàm đóng vai trò như cấp biến có phạm vi sử dụng ở trong hàm. Cái điều này nó còn liên quan tới scope hay còn gọi là về phạm vi á, chúng ta sẽ học ở cái bài thứ 9 với thứ 10 sao, đúng rồi, học bài 9 với bài 10. Tạm thời các bạn cứ bỏ qua cái phần đó, tại vì nó chưa mình bài lát và nó sẽ chưa đụng cái phần đó. Nhưng assignment sẽ đụng tới đó, tại assignment học bài 9 bài 10 rồi. Khi đó mình sẽ giải thích rõ hơn. À, cái khả năng tái sử dụng và tính linh hoạt của cái hàm cũng được thể hiện qua việc có tham số nào đầu vào như thế này. À, tại vì sao? Ví dụ cái hàm getSum của mình đưa với đầu với cái hai tham số là 99 và 100, nó sẽ cần show ra một cái kết quả khác. Nó ghi là tổng của hai số 99 và 100 là 199. Nhưng nếu mình lại getSum của 12 và 24 nó chạy khác. Đó là tính tái sử dụng code và tính linh hoạt của nó ha. Ví dụ đơn giản như vậy. Rồi, bây giờ mình ví dụ về hai cái dòng này. Cái dòng đầu tiên mình lấy đúng nha. Mình có hai cái số 51 và 52 bằng 20 và 30. Thì theo các bạn cái dòng này nó sẽ báo lỗi đúng không? Mình ghi là báo lỗi, nhưng các bạn biết báo lỗi gì không? Tại vì ví dụ mình sẽ thấy hai số A, B này là mình có à có hai số có hai biến A và B này, thì bây giờ mình cần số log A, B thì có được hay không? Thì nó sẽ báo lỗi. Lỗi gì đây? Nó chỉ đọc tới A là không có thằng A rồi, cho nên báo lỗi ngay tại A, nó dừng ngay tại đây ha. Cho nên đó là tại sao nó không bị chữ B là in nó define chỗ này, có nghĩa là biến A và biến B lúc này nó không được định nghĩa, cho nên là nó sẽ báo lỗi chỗ này. Để chứng tỏ điều gì? Mình có nói trên này, nó đóng vai trò như cấp biến có phạm vi sử dụng bên trong hàm, cho nên ở bên ngoài hàm sẽ không nhìn thấy những cái biến tham số đó. Còn để hiểu sâu hơn nữa ở ở bài sau mới nói, nhưng mình có thể nói trước thôi. Trước đi là khi mình đưa vào những cái tham số 51 và 52 trong hàm này, đầu tiên nó sẽ copy cái giá trị của 51, 52 và hai biến AB này, sau đó nó thực hiện phép toán gì đó, và phép toán trong này nó không ảnh hưởng gì tới cái hai biến 51 và 52 ở ngoài cả. Giống như AB là hai biến hoàn toàn khác và chỉ nhìn thấy trên bên trong hàm mà thôi. Mình có nói nhanh quá không vậy? Và lưu ý là hàm có thể có hay không có tham số. Ví dụ lúc nãy mình có một hàm không có tham số như thế này. Thậm chí hàm nó có thể có n tham số. Mình ví dụ đi, một hàm building build sẵn trong Java mình thường sử dụng nhất là console.lab đi. Lúc bình thường mình sẽ đặt vào một tham số rồi đúng không? Nhưng mình có thể đặt vài n tham số khác nhau, mình bắt đầu nó vẫn có thể in ra được cho mình những tham số truyền vào. Đây là cái trường hợp mà nó có nhiều tham số. Mình cũng có thể định nghĩa một hàm mà không nhất thiết là phải quy định nó bao nhiêu tham số ở trong này ha. Mình ví dụ nữa, mình có hàm getSum đúng không? Bây giờ mình getSum bình thường nó có hai tham số, nhưng bây giờ mình thử bỏ vào ba tham số, bỏ vào ba cái đối số là 12, 13 và 14 này, thì theo các bạn nó có chạy không? Nếu trong những ngôn ngữ khác điều này sẽ báo lỗi ngay, nhưng mà trong JS nó đơn giản là không báo lỗi nha. Thì đơn giản là nó chỉ lấy hai giá trị đầu thôi và nó sẽ bỏ qua cái giá trị thứ ba. Mình tương tự. Bạn ơi, cho mình hỏi một câu. Ok bạn hỏi. Cái chỗ mà ghép sum 51 với 52, vì là mình đánh test vô cho nên là nó không phải là số, cho nên nó không có thực hiện được phép tính đúng không? Nó mới hiện là Đâu cái bạn nói ở ghép dòng đây sum. hả? Đúng rồi. Cái Nó dòng không có đây, điều. cái dòng lỗi đấy hả? Tại sao bị lỗi á? Cái lỗi của nó thật sự nó ở dòng này nha. Nếu mà có VS Code thông cảm một xíu, bữa sau mình sẽ fix máy ok hơn, máy mình nó cũ quá rồi nên là mới có vấn đề này, mọi người thông cảm. Thật sự lỗi nó có dòng này ở dòng này nha.
còn cái get sum này nó vẫn chạy được. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ tổng của hai số 20 và 30 bằng 50 nó làm đúng này. Nó vẫn đi vô được 20 vô năm 1, 30 vô năm 2, rồi nó xuất tổng ra là nó vẫn chạy được. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Mình cảm ơn. Trong JS đó, nó chạy đến khi nào gặp lỗi, gặp bất kỳ một lỗi nào thôi, nó dừng ngay. Sau này mình sẽ có những cơ chế để mà xử lý khi mà một chương trình nó gặp lỗi đột ngột mà vẫn muốn chương trình chạy tiếp nữa. Phần sau chúng ta sẽ học về cái đó. Mà giờ mình chưa định nghĩa, chưa code cho nó, cho nên là cứ gặp lỗi là sẽ ngừng. Nó ngừng ngay dòng đây này. Cái lỗi này là nó báo lỗi của thằng này nha, của dòng này. Dòng này nó vẫn chạy, tới đây nó gặp lỗi do A với B nó không tìm thấy, chưa được định nghĩa. Ok. Mình ví dụ tiếp theo nha. Mình ví dụ bây giờ mình chỉ truyền vào một tham số thì theo các bạn nó sẽ in ra cái gì? Cái tham số còn lại không được định nghĩa. Đây. Nó in ra là undefined. Tức là ngay chỗ này mình cái B mình là undefined, thì không đưa vào nó sẽ không có giá trị, thì giá trị nó sẽ có là undefined. Và mình hãy nhớ là A cộng B tức là 12 cộng undefined. Hồi bữa mình có nói về phần ép kiểu á. Undefined khi ép kiểu sang number nó sẽ là mỗi số not a number, nên là NaN, mà 12 cộng NaN sẽ ra NaN. Cái này mình nói thêm ha. Rồi, tiếp tục mình nói return. Return, câu lệnh return trong hàm. Thì ta sẽ sử dụng return để trả về một giá, để trả giá trị cho một hàm. Mình ví dụ ha, ta cần thực hiện một chức năng là tính tuổi của một người nào đó với tham số. Cái tham số mình đưa vào là cái năm sinh của họ, thì mình lấy cái năm hiện tại mình trừ cho năm sinh là ra số tuổi đó. Rồi sau đó thì ta thực hiện tính toán cái gì đó bên trong hàm. Cái gì đó đây mình nói là do mình tự suy nghĩ ha, như vừa rồi mình nói là cái cách mình để tính tuổi á, bên trong hàm để có được cái số tuổi đó. Sau đó mình return để trả về cái số độ tuổi ấy. Ví dụ code đơn giản như thế này. Mình xóa cái này ha. Đây. Mình có cái năm sinh đưa vào. Và tại sao chút nữa mình sẽ lý giải cái việc mà sao mình chọn những cái biến nhìn nó có vẻ giống giống nhau thế này ha. Mình có cái câu lệnh return trong bên thân hàm này ha. Return i này. Thì đầu tiên là mình muốn ra bên ngoài mấy console thì mình cần cái độ tuổi sau khi vào cái hàm nó tính toán gì đó. Giờ hiểu thêm một xíu nữa là ví dụ như cái hộp mình nói ngay ban đầu á, nó có một cái đầu vào và đầu ra. Đầu vào là mình đưa vào những cái tham số, đầu ra là sẽ đưa một cái giá trị vào đó ha. Ví dụ như vậy, thì trong trường hợp này nó đưa ra cái độ tuổi. Thì đây là khai báo hàm bình thường. Cái này là mình tạo một cái biến birth year đó, để mình làm cái tham số lúc này xuống này mình gọi này. Mình khai báo một cái biến A. Nhớ là biến A này nó khác biến A này nha, mình sẽ giải thích sau đó. Mình gọi cái hàm này, nó sẽ thực thi từng dòng dòng đây xong. Rồi cái return, tức là cái giá trị lúc này, ví dụ 2. Giá trị lúc này là gì? Birthday, và birth year lúc này là 2000. Tức là nó chạy dòng này đầu tiên, ta sẽ được cái A là bằng 2022. 2022 trừ 2000 là nó sẽ bằng 22 tuổi. Sau đó mình return cái số 22 này ra, tức chứng tỏ là dòng này ta sẽ có cái biến A là bằng 22 này. Sau đó nó cần số lắp ra. Đó, cần số lắp ra mình enter này. Đó. Tuổi, số tuổi là 22. Nhưng tại sao mình lại chọn cái cách mà nó giống như thế này? Các bạn thấy cái biến này và biến này nó giống nhau không? Nhưng thật sự cái biến chỗ này và hai cái biến này nó khác nhau nha. Lúc nãy mình nói đó, cái biến này thật sự nó là một cái biến có phạm vi sử dụng bên trong cái hàm thôi. Tương tự cái biến A này cũng vậy. Ở phần sau các bạn sẽ rõ hơn, mình sẽ giải thích chi tiết phần này hơn ha. Cho nên các nhiều nhiều lúc các bạn lại là sao lại định nghĩa một cái tham số vào là cái bớt như thế này, các bạn bị lộn này. Có một số bạn hỏi mình chỗ này là các bạn định nghĩa như thế này, và ở trên các bạn cũng có cái biến bớt như thế này, và khi định nghĩa như thế này các bạn thấy giống ngoặc nhầy là cái mình đã gọi hàm rồi. Sai, mình chưa gọi hàm, đang mình khai báo thôi. Đó, mình gọi là ở dòng này nha. Rồi lưu ý là hàm có thể có return hay không có return, giống như cái hàm lời chào lúc nãy ha, mình đâu có return đâu, đó cũng được, cho nên không phải là hàm bắt buộc phải có return. Nhưng cái trường hợp mà hàm không có return thì thật sự nó trả về giá trị gì? Ví dụ mình có cái hàm lời chào lúc nãy nó còn lưu lúc này này, nó còn lưu trong này nha, chứ nó chưa hết đâu. Máy của bạn mình cho nên mình xài nó quen lắm. Đó,
hàm lại chào nó vẫn lưu, trừ khi mình F5 chỗ này hoặc là nhấn long lại trang, lock lại trang thì nó mới hết những cái hàm đó. Thì cái hàm lời chào đó mình không có return đúng không? Thì ví dụ giờ mình biến biến rest này đi bằng một local storage assignment 2, các bạn sẽ làm để nó đó. Lời chào theo các bạn thì giá trị nó trả về cái gì? Nó không return thì mặc định nó sẽ return về undefined. Này, bây giờ mình console không thì mình chỉ gọi cái biến red này ra thôi, các bạn sẽ biết nó mang giá trị gì. Không có return cho nên là nó undefined, nó trả về undefined, nó gán vào cái biến red này. Nên lúc đó lý do tại sao mình gọi cái biến red này ra, nó trả về undefined đây nha. Này, tương tự chỗ này nó cũng đã là giá trị trả về của cái hàm lời chào mình ghi, mình nói rồi đó. Đó, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến hai cái dạng còn lại là biểu thức hàm và hàm mũi tên. Thật sự thì hai cái dạng này với dạng hồi nãy là có ba dạng rồi. Thì chúng ta có thể nghĩ là biết một dạng được rồi, tại sao phải biết cả ba chứ nhỉ? Nhưng mà không phải, chúng ta cần phải biết cả ba. Tại một số trường hợp chúng ta sẽ không sử dụng được cái hàm này, chỉ sử dụng được những dạng còn lại chứ nè. Là bắt buộc phải biết đó, chứ không phải là chỉ biết một dạng thôi đâu. Rồi, chúng ta sẽ đi vào biểu thức hàm và hàm mũi tên. Vậy biểu thức hàm là gì? Biểu thức hàm nó cũng giống như là gần giống như khai báo hàm thôi. Nó giống chỗ nào? Nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái biểu thức hàm thì không có tên hàm. Nó thì được gán cho một biến, thì hàm cũng giống như một giá trị nha. Sau này nếu mà biết nó sau này qua những bài sau thì chúng ta sẽ biết hàm cũng giống như là một object, dạng object đặc biệt, và nó cũng như một giá trị, cho nên có thể gán cái giá trị đó vào một biến. Như lúc nãy mình nói đó, hàm cũng giống gần giống như biến, biến thì chứa giá trị nhưng hàm thì chứa những đoạn code, chứa một đoạn code cùng một hoặc nhiều đó, cho nên mình có thể gán cái hàm cho một biến. Và trong trường hợp này cái tên biến đó chính là cái tên của hàm. Mình ví dụ ha, mình ví dụ mình có một, đây là cái cú pháp của biểu thức hàm này. Đầu tiên là ta cần có một biến đúng không, mà để khai báo một biến thì cần có từ khóa let, valet hay con. Mình ví dụ đây là con này, mình thường đặt, mình rất là thường đặt, hầu như chúng ta là 99% chúng ta sẽ đặt, hầu như nha chứ không phải tất cả. Khi dùng biểu thức hàm thì chúng ta sẽ dùng từ khóa là con, cái hàng đó, cái tên lúc này của biến là show info, mình bỏ dấu bằng. Và tiếp theo là cái keyword function, tiếp tục là dấu gạch đóng và cặp dấu mở đóng ngoặc. Ở bên trong là có thể có hay không có tham số. Riêng cái phòng này nó giống y xì như là bên khai báo hàm, nó chỉ khác là cái tên lúc này ở chỗ này, nó kéo ra chỗ này thôi, rồi nó kéo bằng đó. Tương tự thì cái kia mình gọi qua tên hàm, dấu ngoặc đóng ngoặc nhọn, mở ngoặc và đóng ngoặc, thì lúc này mình sẽ gọi qua cái biến này. Mình đưa vào hai tham số, mình enter thì nó có hoạt động giống không nha. Đó. Tôi tên là Nguyễn Tướng Linh, năm nay tôi 25 tuổi. Đó, chẳng hạn. Ok. Và lưu ý á, là lưu ý quan trọng nha, là cái biểu thức hàm và khai báo hàm còn khác nhau ở một điểm quan trọng nữa. Là với khai báo hàm thì ta có thể gọi hàm trước khi chúng ta định nghĩa. Còn với biểu thức hàm thì không cho phép điều này. Điều này nó có liên quan đến quá trình gọi là hoisting, gọi là kéo lên bên trên ấy, mà chúng ta sẽ tìm hiểu những bài sau. Tức là sao? Nếu như mà trong biểu thức hàm là gì? Mình ví dụ ha, cái này sao mình không biết, thử ví dụ trước ha. Mình ví dụ như là function, một cái hàm phân 1 đi. Mình chỉ đơn giản là cần số lắp cái gì đó. Ok, một chẳng hạn. Ồ, mình bị nhầm rồi. Cái này viết trên này hơi khó demo đó. Tại vì trên này không demo được cái chỗ đó. Tức là sao? Mình ví dụ ha. Mình biết chắc là không demo được rồi.
Mình ví dụ với cái trường hợp mà biểu thức hàm này, tức là mình phải định nghĩa, đây là cái dòng, những dòng định nghĩa này mình định nghĩa sau đó mình mới gọi được. Còn ví dụ như là những cái hàm này đi, cái hàm này thì trước những cái dòng này mình có thể gọi luôn cái hàm get phân với 2000 vào đi, thì nó chạy được không anh? Đó, nó chạy được, nó chạy được nha các bạn. Đó, tại vì sao? Thì nó có cái gọi là liên quan tới Hoyting, mình sẽ tìm hiểu ở những bài sau, mình không nhớ là bài nào nữa. Đó, thì nó chạy được dòng này. Còn nếu như mà trường hợp này nó sẽ không chạy được này, trường hợp này nó sẽ không chạy được. Chỉ F5 lại và sẽ test cho các bạn. Ví dụ mình gọi hàm sau, sau info này, cái tên là tên tên đại thứ 12, nó sẽ báo là cái này chưa được định nghĩa ha. Các bạn hình dung được nó khác nhau chỗ nào chưa? Một cái là có thể gọi trước khi định nghĩa được, một cái là phải định nghĩa rồi mới gọi, chứ không có cách nào anh chưa định nghĩa tôi mà anh gọi tôi được cả, tức là anh sử dụng tôi được ha. Rồi tiếp đến là cái hàm mũi tên. Hàm mũi tên thật sự nó là một biểu thức hàm, mình có ghi chữ to này nhưng được viết gọn bởi sử dụng bằng cách sử dụng cái dấu mũi tên này, chính vì thế mà nó có tên là hàm mũi tên. Mình ví dụ cái hàm hồi nãy là gì ta, cái hàm này là sâu đi cho nhanh đi. Mình F5 này để cho nó không lưu cái hàm cũ đã. Rồi mình có cái show info này. Đó, đây là cách viết này. Đầu tiên là mình sẽ có mở ngoặc và đóng ngoặc. Trong này có thể có hay không có tham số nè. Thậm chí là mình nếu mà trường hợp có một tham số chẳng hạn, mình sẽ ví dụ trường hợp đó sau. Mình chạy thử á, nó vẫn chạy y xì như cái kia, là tôi là Nguyễn Tiến Linh, năm nay tôi 25 tuổi chẳng hạn. Ví dụ một cái hàm khác, cái hàm gọi là f thôi, đơn giản là f, mình cho nó không có tham số đi và trùng. Viết trên này cực chậm luôn á. Mình đã khai báo cái hàm đó rồi, bây giờ mình gọi hàm nó thử ha. Đó, nó in ra ok đó. Đây là trường hợp mà không có tham số. Ví dụ trường hợp đặc biệt là nó có tham số chẳng hạn đi, nó có một tham số thì chúng ta có thể viết gọn hơn được không? Mình cho cái hàm vào tên F2 để nó khác với cái nãy. Giờ cái hàm mình là cái hàm A. Cái trường hợp này A là cái gì? A là cái tham số mình muốn truyền vào cái đây nha. Cái array function nó hơi, chắc mọi người sẽ gặp khó khăn một chút của nó, tại vì nó nhìn nó tự nhiên bằng hai dạng kia, mình cần số A nó ra. Enter. Bây giờ mình gọi F2, mình truyền vào đó 20. Cái 20 thật sự là gì, nó sẽ chạy như thế nào? Mình gọi này 20, nó sẽ copy vào cái viết A, sau đó nó chạy dần là cần số log chấm A, nó sẽ cần số ra cái gì 20 ha. Rồi đây là một trong những trường hợp tương tự. Với còn nếu mà mình muốn viết cái trường hợp này là mình viết chỉ một dòng cần số log thôi này, một dòng cần số log. Còn nếu mình viết muốn viết nhiều dòng thì sao? Mình cho cái hàm F3 đi, cũng thành A đó thôi. Bây giờ mình cho biến B nữa với trường hợp mà muốn viết nhiều dòng thì chúng ta cần phải có dấu ngoặc nhọn nhé. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ chức năng của nó là tính tẳng hai số A và B. Ví dụ mình khai báo một biến con là sum đây, bình A cộng B phải, sau đó mình sẽ cần số log ra sum, chứ không cần phải cần số log ra A nữa. Ui, lỡ tay.
Rồi, mình gọi cái hàm F2 đi. Truyền vào hai số là 10 và 20. Nó sẽ in ra sum là 30. Đây, mình lúc này mình viết hai dòng rồi nha. Là mình phải có cái dấu ngoặc nhọn đó, ngoặc nhọn. Nó định nghĩa là gì? Nó là phải có một khối code. Lúc nãy là có một dòng code thôi. Nếu mà mình viết hai dòng nó lên mà không có cái dấu ngoặc nhọn đó, ngoặc nhọn sẽ phát sai đó. Rồi. Đến là tại sao mình lại dùng graph function? Trong cũng vẻ đơn giản đó, nhưng mà nó có ích lợi gì không? Ích lợi của nó là gì? Hàm mũi tên sẽ cú pháp giúp cho chúng ta viết ngắn gọn hơn này, viết những cái hàm ngắn ở trên một dòng đó, gọn gàng. Vì hàm mũi tên mình dùng nó trước, nó cũng là một dạng của biểu thức hàm, cho nên nó không cho phép là gọi trước khi định nghĩa, giống như lúc nãy mình đã demo nha. Rồi tiếp đến một cái cực kỳ quan trọng và những bài sau chúng ta sẽ học, đó là gì? Là hàm mũi tên nó không có từ khóa JIT của riêng nó. Cái phần này cũng hơi trừu tượng, hơi khó hơn so với những bài đó. Càng về sau thì nó sẽ càng khó hơn đó. Nên chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở những bài sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ biết sơ vào như vậy thôi. Rồi trường hợp hàm trăng hàm là như thế nào? Hàm trăng hàm ở đây mình chỉ muốn các bạn hiểu đơn giản là gì? Là việc chúng ta sử dụng hàm trăng hàm về cơ bản cũng giống như chúng ta gọi hàm, tức là sử dụng cái hàm sau khi định nghĩa ở ở bất cứ đâu như trước giờ chúng ta đã làm. Mục đích của việc này là gì? Là để tái sử dụng code một cách hiệu quả hơn. Mình ví dụ ha, một cái hàm, đây là trường hợp hàm trong hàm đơn giản mà mình viết mình làm này. Ví dụ trong assignment 1, chắc chắn các bạn sẽ định nghĩa hàm trong hàm ở đó. Không có cách nào là tránh khỏi cái việc mà bạn không không có gọi một cái hàm khác bên trong một cái hàm, thậm chí các bạn phải định nghĩa code của cái hàm, định nghĩa hàm bên trong một hàm, sau đó bạn mới gọi. Các bạn hãy phân biệt việc định nghĩa hàm và việc gọi hàm nha. Định nghĩa là chúng ta sẽ viết code ra, trường hợp này là định nghĩa này, đây là gọi hàm này. Việc sử dụng hàm trong hàm là sao? Đầu tiên mình sẽ có cái array function là lũy thừa 2, tức là lũy thừa bậc 2 của một số, đưa vào là số A này. Đó, mình đây là bậc 2 của A, tức là A mũ 2 sẽ trả về return về A mũ 2. Sau đó mình có cái hàm display. Display này là một cái biểu thức hàm. Bên trong nó sẽ khai báo một cái phím grep và nó gọi đến cái hàm lũy thừa 2 này của cái num. Num là gì? Num là cái một cái biến mình đưa vào là cái tham số này nè. Đó, sau đó console là cái rep. Này là mới định nghĩa nha, em muốn chạy cái đoạn code trong này thì mình phải gọi cái hàm ở dòng này. Giờ mình chạy thử nó sẽ chạy gì? Nó sẽ console ra 100. Tất nhiên rồi, tại vì 10 mũ 2 là 100 mà. Nó sẽ chạy như thế nào? Đầu tiên mình gọi cái hàm display để vào số 10 này nha. Đầu tiên nó sẽ lấy cái đoạn code này ra để nó chạy. Đoạn code này có hai dòng, nó chạy dòng đầu tiên trước, nó khai báo một biến res, và sau đó nó chạy cái hàm này thì nó sẽ chạy lên trước cái dòng đầu tiên. Nó chạy hàm này sao? Nó sẽ đưa vào cái biến num, cho nên là a lúc này nó sẽ copy là num này, a lúc này là num này, và nó sẽ return về a mũ 2, tức là lúc này là num mũ 2. Và cái num này là bao nhiêu? Mình gắn bằng 10 này, cho nên là 10 mũ 2 là số này sẽ được 100, cái red này 100. Và console log cái này ra là console log 100. Rồi bây giờ chúng ta tổng kết nhanh về hàm. Hàm theo ý kiến của mình đó, thì hàm nó cực kỳ quan trọng nha. Nhưng các bạn có học phải học chắc, thậm chí học xem đi xem lại và tìm hiểu thêm trên mạng nữa. Chứ ông Jonas ông dạy cũng dạy nhưng mà nó chưa, chứ không phải là hoàn toàn đầy đủ đâu. Mình có thể có những phần mà làm cho assignment đó thì ở trên ông Jonas ông dạy chưa chưa có luôn, buộc chúng ta phải tìm hiểu thêm trên Google để mà áp dụng để làm trong phần assignment 1, 2 và 3. Trong cái phần hàm này chúng ta cần phải nắm chắc những kiến thức sau, là bốn cái tính chất cơ bản mình nói này. Cái này thì trong trong cái phần mà soạn ghi chú lại của bên bên khóa học của mình đó, thì không có, nhưng mà mình thấy nhiều bạn mắc lỗi chỗ này. Phân biệt khai báo hàm nó chưa có chạy đâu, khi nó chạy tức là nó được thực thi khi mình gọi thôi, cho nên mình sẽ đưa vào hai cái này ha. Đó, tiếp tục là hàm là có thể nhận vào những tham số có hay không, thậm chí có nhiều tham số. Hàm cũng có thể trả về một giá trị thông qua từ khóa return. Rồi có ba loại hàm khác nhau,
Tức là để khai báo một hàm, định nghĩa một hàm, chúng ta có ba cách đó. Cách đầu tiên là khai báo hàm, cách thứ hai là dùng biểu thức hàm, và cách thứ ba là hàm mũi tên. Và nhớ là hàm cũng giống như biếm, nên chúng ta có thể sử dụng gọi hàm, thậm chí là định nghĩa một hàm ở bất cứ đâu. Nhưng cái vấn đề này còn liên quan đến scope, là phạm vi, và sẽ được tìm hiểu sau. Tiếp tục, ta tới một cái phần cực kỳ quan cũng quan trọng hơn kém, đó là array, mảng. Như vậy thì trong cái phần array này, và chúng ta sẽ tìm hiểu ra những kiến thức này. Thật sự array này cũng rất là rộng nha. Thậm chí cái bài trong khóa học này, cái array mảng này này, nó chia làm hai bài lắm. Bài 12 chúng ta sẽ gặp lại nó nữa. Cho nên cái phần này là chỉ là những cái kiến thức cơ bản về array thôi. Và những kiến thức cơ bản này đủ để chúng ta làm assignment 1 rồi. Sẽ tìm hiểu đi qua thế nào là mảng, cách tạo ra một mảng, cách truy xuất các phần tử bên trong mảng, hay là độ dài của mảng. Độ dài của mảng chẳng hạn. Và một số phương thức cơ bản khi làm việc với mảng. Ok. Vậy mảng là gọi là array, là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong JS nói riêng và trong lập trình nói chung. Hầu hết các ngôn ngữ nào cũng có mảng hết trơn á. Array nó cho phép chúng ta lưu trữ các giá trị có kiểu khác nhau vào trong một biến duy nhất. Nhớ là trong array chúng ta có thể lưu trữ nhiều phần tử, thậm chí là number, string hay là boolean, vân vân, nhiều loại khác nhau, thậm chí là đối tượng, thậm chí là cả hàm luôn bên trong một mảng. Nhưng mà trong những ngôn ngữ khác như là C, C cộng cộng hay Java thì điều đó không có thể nha. Chúng ta chỉ có thể khai báo một mảng số nguyên, số thực hay là một mảng chứa các giá trị là string thôi. Mà JS nó có điều đặc biệt như vậy. Rồi. Và lưu ý, quên, mình nhầm. Và lưu ý, array không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy nha, mà nó chính xác, nó là một dạng kiểu dữ liệu đối tượng, hay còn gọi nó là một kiểu đối tượng đặc biệt á, giống như là hàm thôi. Chính vì thế mà nó mới có phương thức và thậm chí là thuộc tính. Về sau bài 5 chúng ta học về object thì chúng sẽ hiểu rõ. Vậy tại sao cần đến mảng? Mình cho một ví dụ ha. Ví dụ ta cần quản lý thông tin của sinh viên như tên sinh viên chẳng hạn, thậm chí là tên sinh viên, tên khóa học, điểm của sinh viên đó luôn chẳng hạn. Mà giờ mình ví dụ chỉ là tên sinh viên thôi, để lưu trữ các tên sinh viên đó. Ví dụ chúng ta lưu trữ 1.000 sinh viên đi, thì chẳng lẽ chúng ta đi khai báo 1.000 cái biến tên là sinh viên 1, sinh viên 2, sinh viên 3, chấm chấm tới sinh viên n. Điều đó là không thể ai code cho được. Cho nên chúng ta sẽ làm gì? Nó quá dài và quá phức tạp. Do đó chúng ta cần đến mảng, cần một biến duy nhất thôi, để lưu cả một dãy, một list, một danh sách các sinh viên đó. Mình ví dụ này. Này là khai báo một mảng name s. Thường với một mảng á, cái tên mình thường để chữ s cuối cùng để ký hiệu cái nó là số nhiều. Số nhiều là một mảng, cái một mảng nó chứa nhiều phần tử á. Đó. Cái mảng này chứa các tên như là Nam, Nhật, Ngân, Bình, Thái, Tiến chẳng hạn, vân vân. Có hai cách để khai báo một mảng. Mình ví dụ ha. Một cái mảng gọi là mà ARR đi. ARR là viết tắt ARR1 đi. Mình sẽ khai báo nó bằng mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Bên trong là các phần tử. Ví dụ 1, 2, thậm chí là một chuỗi. Ok. Rồi một số 1,23 chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình ra đây một ra. Đó, nó ra cái này. Hay chính xác là mình cần số lắp nó này. Cần số. Do mình viết ngay trên này cho nên mình muốn biết giá trị một biến nào đó, mình chỉ cần là ghi cái biến đó. Sau đó nó sẽ tự in cái giá trị mình ra, mình khỏi cần cần console. Nhưng mà cái này là mình cách để mình biết cái giá trị của nó này. Khi mình viết ở trong VS Code này chẳng hạn, console nó ra, nó cũng ra tương tự như này nha. Một cách nữa là gì? Một cách nữa là mình dùng array 1.toString. ToString là một phương thức. Cái này thì nó chỉ in cái những giá trị của những phần tử thôi. Đó, nó in ra một chuỗi string có giá trị các phần tử ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, và nó không còn cái số 4 này là độ lớn, là độ dài của cái mảng đó. Đó. Này mình chỉ hai cách để mà một cách này, hai chỉ đơn thuần cần số lắp cái biến nó ra thôi để biết được giá trị của từng phần tử trong mảng. Rồi
đây đây cái thứ hai là cách coi mình có a r hai đi, mình khai báo một cái new, mình cũng để item một và new array có hai cách, nhưng thường chúng ta sẽ dùng cách đầu tiên nhé. Và cách này có một số cách đặc biệt như thế nào mình sẽ nói sau. Ok, chẳng hạn thì một số là 1.23. Ủa, này kiểu 4. Ok. Đó, bây giờ mình cũng ghi cái biến array 2 ra. Đó, như vậy nó cũng tương tự nha. Mà có một cách nữa khi dùng toán cử new như thế này. Cái này thật sự là mình dùng nó liên quan tới đối tượng này, ở thậm chí tới bài chính. Tới bài mấy ta? Hình như bài 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 10 hay bài mười mấy chúng ta sẽ học tới toán cử. Nó học về về đối tượng, thậm chí là OOP thì chúng ta sẽ học nhiều về cái toán cử new này nha. Mình ví dụ tiếp cái ARR3 đi, lúc này à, theo các bạn ARR3 là cái gì? Khi khai báo như thế này mình đưa một cái number là một cái số thôi nha, thì nó sẽ lấy cái số đấy nó tạo ra một cái mảng có n, ví dụ mình vào đây là hai, tức nó sẽ tạo ra cái mảng có hai phần tử và hai, và cái mảng này trống, nó ghi chữ empty này là trống, tức cái mảng nó không có gì hết ha. Rồi sau đó mình mới ghi ARR3, mình truy xuất phần tử qua mảng, mình sẽ nói luôn là ví dụ mình số phần tử số không mình gán cho nó bằng 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 100 chẳng hạn. Đó, tức là lúc này phần tử đầu tiên của nó bằng 100. Bây giờ mình gọi lại cái ARR3 thôi, nó có phải là 100 không? Nó ra 100 và empty nha. Và thường chúng ta chỉ sử dụng cách một. Cách một là cách nào đâu? À, là cách này. Ít khi sử dụng những cách dưới lắm. Mà mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn, có thể là khai báo một cái mảng trống chẳng hạn, sau đó mới gán phần tử vào, là cái cách thứ hai này. Là cái đây, cái cách này. Rồi bây giờ chúng ta đã biết cái cách mà để khai báo mảng rồi, như vậy thì để truy cập một phần tử bất kỳ nào đó trong mảng thì chúng ta sẽ làm cách nào? Nè, như cái hình này các bạn chú ý ha, cái hình này là một cấu trúc cho một cái mảng nó có 10 phần tử, chứa là 10, 20, 30, chấm chấm tới 100. Các phần tử này sẽ được đánh chỉ mục index bắt đầu từ là số 0 nha. Nhớ là phần tử đầu tiên là số 0 chứ không phải là số 1 như chúng ta nghĩ nha. Nó không giống như trong Pascal là như là số 1 thì phải. Nhưng trong những ngôn ngữ, trong những ngôn ngữ khác đa phần thì nó sẽ bắt đầu bằng số 0. Trong JS cũng tương tự, nó bắt đầu bằng số 0 nha. Tiếp tục tới số 9, từ 0 tới 9 là có 10 phần tử. Ok. Thì để truy xuất một phần tử thứ k thì chúng ta phải dùng cái toán tử này, cũng gọi là một toán tử đấy nha. Hồi bữa mình có giới thiệu qua những toán tử mà thật sự là chưa đủ, mình có nói ngoài ra còn toán tử new, toán tử call, các kiểu call là call một hàm đó. Đó, này là một toán tử để truy xuất các phần tử của mảng này. Mình F5 lại đi, cho các biến trùng nó khỏi bị trùng lặp. Bây giờ một có một miếng call thì theo các bạn mình dùng myArray mà mình dùng toán tử để truy xuất các phần tử sách chỉ không này là sẽ bao nhiêu, là số 1 đúng không? Tương tự nếu mà là số 2 là số à số 2 là phần tử thứ ba rồi, để số 1 nữa là số 2 đúng rồi. Theo các bạn thì trừ 1 thì sao? Trong trường hợp này nếu như ngôn ngữ khác thì nó sẽ ra lỗi ngay đó, nhưng mà JS chính vì một số cái thuận tiện như vậy mà nhiều lúc mình gặp phải những cái lỗi mình không kiểm soát được, tức là nó có cái lợi cũng có cái bất cập của nó. Như những người khác mà mình nhấn index trừ một là nó sai ngay, nhưng cái này nó vẫn chấp nhận. Nó có ba phần tử nhưng tại sao nó có cái phần tử thứ 10 đâu, nó không có phần tử thứ 10 mà tại sao chúng ta làm được này. Cái đây là một cái hình như là theo mình là một cái bug logic trong JS đó. Chúng ta chỉ cần biết là để mà truy xuất các phần tử trong mảng thì bằng cách là truy xuất tới chỉ mục index của phần tử đó, nhớ và nhớ là cái phần tử đầu tiên là số 1 này nó có chỉ mục là không,
số 2 có chỉ số là 1, số 3 có chỉ mục là 2. Tức là phần tử thứ k sẽ có chỉ mục là k trừ 1. Đây mình có một ví dụ này. Đây. Mình có cái mục mảng các number. Đầu tiên mình cần select cái number này ra để biết các phần tử trong mảng. Tiếp tục mình truy xuất tới phần tử thứ không là số 20 này ha. À, một lưu ý mà nhiều bạn có thể sẽ thắc mắc này. Lưu ý là trong trường hợp khai báo mảng với từ khóa con, và khi báo khai báo với từ khóa con là hàng, thì sẽ hiểu như thế nào? Như các bạn đã biết, nếu mà khai báo một biến với từ khóa con, khai báo biến A bằng 12 đi, sau đó mình gán lại A bằng 13, 12 chứ bằng 10 thì nó sẽ báo lỗi ngay. Con A bằng 10, sau đó gán A bằng 12 nó báo lỗi ngay. Báo lỗi là không được gán một cái giá trị một biến hàng khai báo với từ khóa hàng. Thì theo các bạn, mình có cái number này rồi đúng không? Mình khai báo thử, mình gác thử cái number s này thành một cái giá trị mới hay là một cái mảng mới đi, 1, 2, 3, thì nó có được hay không? Tất nhiên là không được, hoặc là mình sẽ gác thành cái giá trị b nào đó, không quên nhầm, một cái chuỗi ok nào đó đi, nó cũng báo lỗi ngay. Nhưng mà chúng ta sẽ làm được điều này. À, mình có ví dụ đây. Đây, như lúc nãy ha. Rồi, F5 rồi. Như lúc nãy ha, mình có một cái biến nomad như thế này. Mình select giống như trên. Ủa, cái len này các bạn chưa quan tâm tới ha. Mục đích của mình là gì? Biến cái số 20 này thành cái chữ HTN. Thì mình có thể làm bằng cách này được hay không? Đó. Mục đích là mình gán lại, mình cập nhật giá trị bằng cách mình cập nhật cả cái mảng này. Có những cái phần tử sau là giống. Phần tử đầu tiên mình sẽ cập nhật từ 20 thành HTN, thành cái chuỗi HTN. Thì các bạn nó chạy được không? Nó gặp lỗi ngay dòng này nha. Hai dòng này control lock nó chạy tới đây được nè. Len của nó là bằng 5. Nhưng các bạn đừng quan tâm ha. Nó gặp lỗi ngay dòng này và nó báo lỗi này. Ví dụ khi gặp một lỗi mà in console, các bạn sẽ làm thế nào? Dù mình không biết lỗi đó là gì đi, mình sẽ lên Google, mình copy cái đoạn này mình dán vào, là nó có rất nhiều tài liệu để mình tra chẳng hạn. Đây là Stack Overflow này, cái này mình thường tra những cái lỗi nhiều nhất đó. Mình nói luôn đó. Đó, nó sẽ bị lỗi ngay dòng này nha, chứng tỏ là gì? Nếu mà khai báo với từ khóa con là không được phép thay đổi giá trị. Nhưng mà mình lưu ý một điều là gì? Cái giá trị trong từng phần tử thì có thể thay đổi được nha. Mình enter này. Từ đó mình ép nữa. Mình enter này nha. Không lỗi nữa này. Đó. Cái dòng đây, hai dòng đây mình chưa nói, các bạn đừng quan tâm. Đó. Cái console dòng này nó sẽ in trước cái này này. Lúc này thì cái giá trị đầu tiên 20 nó sẽ biến thành HTN, cái chuỗi HTN này. Đó là đúng. Tức là cái gì? Tức là khi khai báo với một mảng với từ khóa con thì không thể gán mới giá trị của cái biến chứa mảng đó luôn, mà chúng ta chỉ có thể vẫn có thể thay đổi được các phần tử bên trong mảng nha. Sau này các bạn sẽ hiểu rõ hơn là vì sao, nhưng mà mình lưu ý điều đó tại vì nó là một đối tượng và sau này nó còn liên quan tới nào là stack, call stack, rồi cũng nhớ hép nữa đó. Nhưng ví dụ mình khai báo với từ khóa let thì sao? Let arr nó bằng một cái biến 1, 2, 3 thì nó có lỗi không nè? Mình vừa arr thử ha. Ok đúng không? Arr lúc này mình sẽ gán lại bằng 4, 5, 6 chẳng hạn. 4, 5 thôi. Không bằng số phần tử luôn. Nó vẫn đúng nha. Tại vì lúc này là let hoặc 3 thì nó vẫn ok. Nó không còn là hàng nữa. Rồi. Tiếp đến là một số phương thức cơ bản của array. Cái phần này quan trọng nha. Ví dụ như là phương thức push để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng và return về độ dài mới của mảng. Mình ví dụ. Cái này thật sự thì các bạn đừng nghĩ nó quá cao siêu.
Tại vì chúng ta cũng đã dùng những cái hàm có sẵn trong JS như là console log hay là alert. Mình dùng rất là nhiều rồi thì nó cũng tương tự. Mình chỉ cần đọc mô tả của nó, không cần biết bên trong nó là nó sẽ định nghĩa như thế nào luôn. Mình chỉ biết à chức năng nó làm gì rồi sử dụng thôi. Tức là không cần biết, nếu các bạn biết thì càng ok nha. Nhưng mà lập trình nó như vậy chứ không phải lúc nào mình cũng có biết à bên trong nó là phải thực hiện những cái gì. Thậm chí một chiếc điện thoại chúng ta có thể dùng được nhưng mà không cần biết bên trong bộ vi xử lý hay là con chip nó hoạt động ra sao, nó cấu hình như thế nào, nó cài đặt ra sao, mình không cần biết vấn đề đó. Mình chỉ biết chức năng nó là nghe gọi giải trí thì mình mua về mình xài thôi, trong hàm cũng vậy đó. Nên các bạn chỉ biết là cái phương thức boot này này nó sẽ để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối cái mảng và return về độ dài mới. À trước đó thì mình phải giới thiệu qua cái gì, qua cái này, cái chấm len này gọi là cái phương thức à, cái thuộc tính nha, cái thuộc tính chấm len này của một array nó sẽ trả về cái gì, độ dài của một mảng. Mình ví dụ cái này, cái chấm len array chấm len nó sẽ trả về số 10 nha, tại vì nó có 10 phần tử. Hay cái number add này nó trả về len của nó trở về 5 tại vì nó có 5 phần tử. Đó, chính vì thế mà dưới này nó sẽ có cái là sau khi nó thêm vào nó sẽ trả về độ dài mới của một 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 mảng. Mình ví dụ cái dòng đầu tiên mình có một cái chuỗi như thế này. Console log ra để biết cái chuỗi hiện tại của mình nhầm nha, cái mảng bị hiện tại nó chứa những phần tử nào. Console log tiếp theo lần thứ ba thì để mình biết được cái độ dài mảng của nó. Tiếp theo dòng này thì mình đang thực hiện boot vào 2 phần tử là ok và 100 sau đó, và mình gán cái giá trị trả về của nó là new len, có nghĩa là độ dài mới đó, để mình biết coi thử là nó có trả về cái độ dài mới giống như là nó mô tả hay không. Rồi mình cầm show cái my array ra để coi thử cái array lúc này nó có khác gì so với lúc đầu hay không. Dòng này thì mình cần show để mình biết được cái độ dài của mảng mới, enter đó, nó sẽ có cái mảng ban đầu có độ dài ban đầu. Sau khi thêm được dòng này nó, cái cụm này thôi, nó sẽ thêm 2 phần tử này đầu tiên, sau đó nó trả về số 7, nó gán vào thằng này, rồi mình cần console log nó ra, nó ra số 7 đây ha. Nhớ là một hoặc nhiều phần tử nha, cho nên là cái boot này mình có thể là bỏ vào ok không cũng được, bỏ vào ok 100 rồi 200 n phần tử cũng được. Nên nó cái dạng là array, array là một cái tên của array bất kỳ nào đó nha, chấm boot. Rồi sao nữa, bên trong này là có thể là item 1, item 2, item 3, item n gì đó, n nào đó, nó vô hạn nha, nó phải thêm được nhiều nha, nên mình gọi là một là hay nhiều phần tử đó. Rồi tiếp tục tương tự như thế, ta có unship. Unship thì nó tương tự như là boot nhưng mà nó thêm vào đầu. Ví dụ như ta có cái mảng này, nó sẽ thêm cái boot thì nó sẽ thêm 2 phần tử vào cuối. Bây giờ với cái mảng đó mình lại có cái my array của mình đang là như thế này nha. Mình lấy my array mình chấm cho phương thức unship, mình thêm vào 1 phần tử thôi ha, mình thêm vào 1 phần tử là phần tử đầu đó, nó sẽ trả về cái gì đây, nó in số số 8 này, tức là gì, không phải thật sự nó in mà khi mình gọi cái này nó trả về cái gì và nó cần show xuống dưới này. Đó đó là do lúc mình viết ở trong cái console này ha. Số 8 này chính là độ dài mới nè, thấy lúc đầu độ dài 7 không, nó cộng thêm một tại vì thêm vào 1 phần tử. Bây giờ mình xem thử cái array này nó bằng cái gì nha. Đó, nó thêm cái chữ phần tử đầu vào đầu tiên, nó tương tự cái kia nha. Rồi tiếp đó là mình tới phần phương thức pop. Pop thì nó chức năng của nó ngược lại với push là nó không có thêm vào mà nó xóa đi phần tử cuối, nó không có giá trị đưa vào, không có tham số nha. Các bạn nhớ là array của mình lúc này nó có 8 phần tử nha. Bây giờ mình my array chấm pop chẳng hạn, mình enter một cái, nó trả về 100 này, mình có ghi nè, để xóa đi 1 phần tử ở đuôi mảng và trả về phần tử bị xóa. Các bạn chú ý phần tử đuôi mảng lúc này là 100 này, nó xóa xong rồi nó sẽ return ra cái giá trị mà nó bị xóa đó. Bây giờ mình ghi là my array thử, không còn phần tử 100 nữa tại vì nó đã xóa rồi ha. Tiếp tục tương tự ta có cái phần tử gì, có phương thức là ship.
Hồi nãy on shift là thêm vào ở đầu, giờ shift là xóa phần tử ở đầu. Nó sẽ cũng return ra cái phần tử mà bị xóa đi. Rồi bây giờ mình có array sẽ còn 6 phần tử thôi. Đó. Những cái này á, không phải chỉ nói qua là các bạn nhớ, mà thật sự thì chúng ta sẽ luyện code. Và những cái này nó còn cơ bản, chưa khó. Chỉ đọc mô tả là có thể hiểu được nó. Ngay cả cái tên của nó cũng đã thể hiện được phần nào cái chức năng của nó rồi. Rồi xem những cái phần sau. Nó sẽ ra những cái phần sau. À quên. Trong những phần sau á, thì mình còn học thêm những cái hàm, những cái phương thức về mảng. Nó nâng cao hơn nữa. Khi đó mình sẽ vận dụng với những tư duy logic nó cao hơn. Trong những cái phần này thì nó còn đơn giản. Các bạn cố thực hành nhiều sẽ nhớ thôi. Rồi tiếp tục. Một cái hàm này nữa. Hello. Ví dụ mình một cái hàm là index of đi. Index of nó có chức năng là gì? Index of là đọc thì cũng hiểu sơ sơ, tức là chỉ một của một giá trị nào đó. Ví dụ mình đưa vào là 20 đi. Thì các bạn thấy này, cái mã lúc mình lúc đầu của mình này. Ban đầu của mình là nó có chỉ một số bao nhiêu, phần tử thứ hai nên có chỉ một là một đúng không? Bây giờ nó sẽ trả về số 1 này. Rồi ok ha. Chức năng của nó là gì? Là trả về vị trí của một phần tử trong array. Nếu như phần tử đó không có trong array thì sẽ return là -1. Ví dụ như là mình không có cái phần tử thứ 1000 đi. Nó return về -1 ngay. Tương tự cái phương thức include nó trả về true hay false nha. True khi nào? True bên trong này mình sẽ đưa vào mình ví dụ luôn. Chức năng của nó ví dụ mình xem kiểm tra xem cái phần tử có giá trị là hello, nó nằm ở trong cái mảng my array của mình hay không. Đó. Nó trả về true tức là có, nó là phần tử đầu tiên này, cái my array của mình này. Đó. Đây ha. Nó trả về true tức là có. Cái phần này mình để làm cái gì? Có làm nữa nha. Có áp dụng ở trong cái phần trong assignment 2 như có làm. Để có cái phần share và phần search về thú cưng á. Assignment 2 như có sử dụng nó. Không nhớ xem mình có dùng nó hay không. Tương tự nếu mà không chứa thì sao? Nó trả về fail thôi, false thôi. Ví dụ mình nó không chứa giá trị 1000 đi, mình dễ vào 1000 thì nó trả về false. Ok ha, những cái này thì đơn giản, các bạn thực hành sẽ hiểu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần về bài lát như thế nào. Rồi, tiếp tục là đến cái phần mình còn định giới thiệu với các bạn một cái hàm nữa là supply nữa. Cái phần đó trong assignment 1 có, nhưng mà mình quên cập nhật lên GitHub nên cái chỗ đó nó không có trong này. Thôi để hôm khác. Rồi tiếp tục về tầng tổng kết bài học thì bài này là bài rất quan trọng. Chúng ta cần nắm chắc những kiến thức sau. Về hàm thì cần phải biết hàm là gì, hàm là cái gì, các tính chất cơ bản của hàm, có các cách nào để mà khai báo hàm thì có 3 cách đó, và sử dụng hàm như thế nào, dùng toán tử gọi hàm là cái toán tử mở ngoặc đóng ngoặc này này. Rồi hiểu về tham số, hiểu về return thì một hàm có thể có tham số hay không có tham số, có thể return hoặc là không return. Còn array thì phải biết array là gì, là vì sao chúng ta phải sử dụng array. Ví dụ như là dùng array để quản lý một list các phần tử nào đó, hay là cách khai báo array thì có hai cách và thường chúng ta sử dụng cách một như nãy mình nói, hay là một số phương thức cơ bản của array hay sử dụng. Một số phương thức cơ bản array hay sử dụng, thậm chí chúng ta còn phải tham khảo thêm một số phương thức của array trên MDN. Mình ví dụ đây ha. Trong này nó liệt kê hầu như, sorry mọi người, máy của bạn mình. Trong cái phần này nó liệt kê hầu như là tất cả các phương thức.
chờ mình một xíu nhé mọi người. Đi. Alo mọi người, chúng ta sẽ tìm hiểu trong những cái phương thức ở trong này, ví dụ như là find depth hay những phương thức nâng cao như là forest, mình sẽ học ở những cái bài 12. Như phương thức concat mình có sử dụng, mình có giới thiệu những bài trước đó, này có rất là nhiều nha, thậm chí những người đi làm rồi cũng chưa chắc nhớ hết tất cả những cái này thôi, mình chỉ cần nhớ những cái phần mình thường hay sử dụng nhất là đủ rồi. Chỉ khi mình làm một bài gì đó mà không biết hoặc mình quên, mình có thể lên mình search. Nên là Hân yêu cầu mình phải nhớ 100% tất cả các phương thức nào đó thôi. Thậm chí một thời gian sau có những bản update thì nó lại thêm những phương thức mới. Nên không ai mà nhớ hết được tất cả đâu. Rồi ok ha. Chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp tục tới với cái phần và bài quiz, qua một số bài quiz để mà củng cố lại kiến thức. Vậy câu 4, quiz 1. Quiz 4 câu 1 này nó hỏi hàm function là gì? Hàm là định nghĩa những đoạn code không được thực thi ngay nha. Nhưng nó sẽ được thực thi đi, có thể được thực thi nhiều lần bằng cách gọi hàm. Để mình có lưu ý á. Hay câu 2 cũng là câu đơn giản này, nó hỏi trong cái cấu trúc câu lệnh này thì cái phần nào là thân, phần nào là từ khó, phần nào là tên hàm. Câu này thì đơn giản. Đối số của hàm là cái gì? Là dữ liệu được cung cấp cho hàm, nó đầu vào và chỉ có sẵn trong hàm và giống như một biến cục bộ ở trong hàm thôi, chỉ bên trong hàm nhìn thấy. Để mình có lưu ý, mảng là gì? Mảng là danh sách các loại dữ liệu. Nó và lưu ý là mảng là danh sách có thể chứa, có thể có bất kỳ loại dữ liệu nào như là số, string, dữ liệu hỗn hợp. Dữ liệu hỗn hợp này là cái gì? Ví dụ như các offset hay là thậm chí là các function đã trả về một giá trị nào đó. Lúc nãy mình cũng có nói đó. Tiếp tục là làm thế nào để truy xuất một phần tử, chọn những phương án đúng này. Cái câu C này là để truy xuất phần tử đầu tiên của mảng này. Rồi giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần blast. Cho mình xíu ha. Này. À, một số cái code với lại cái mind map mình bỏ lên GitHub rồi. Mình sẽ để share link cho các bạn, nếu bạn nào muốn cần tham khảo thì có thể lên này tải về nhé. Chờ mình vào cái đường link của bài lát tí. Này, đây chúng ta sẽ làm bài lắp 4. Bài lắp 4 ha. Bài lắp 4. Bài lắp 4.1 đầu tiên thì người ta hỏi hỏi về hàm. Mục đích này là nó kiểm tra mình cách khai báo một hàm chẳng hạn. Đó. Thì đầu tiên là chúng ta, nó bảo là viết một cái hàm có tên là như thế này, nhận vào 3 tham số. Tên quốc gia rồi dân số rồi tên thủ đô chẳng hạn đó. Và có in ra một cái chuỗi tương tự như thế này đó. Các bạn. Thì chúng ta có thể khai báo cái hàm như thế này, đưa vào ba tham số như đề yêu cầu rồi return ra một cái chuỗi hàm sẽ trả về nha. Nó nói từ trả về cho nên chúng ta phải có return trong cái trong thân hàm thì mới đúng nha. Đó, return là một cái chuỗi như thế này, dùng template string trong ES6 đó, để return ra cái chuỗi tương tự như vậy. Cái thứ hai là bảo là mình test cái hàm đó bằng cách gọi với ba cái dữ liệu khác nhau đó. Mình ví dụ mình gọi như thế này, lab 2.4 thì như thế nào, 4.2 thì như thế nào, là bảo là khai báo hàm với biểu thức hàm. Tức là cũng với cái bài, không có, cái bài này là nó bảo mình cái hàm có chức năng là xác định dân số của một nước là bao nhiêu so với phần trăm
là bao nhiêu phần trăm so với dân số của thế giới. Trong này nó cho dân số thế giới là 7,9 tỷ người. Đơn vị của mình khi khai báo một cái biến dân số này là triệu người nha, cho nên là 7,9 tỷ người tương đương với là 7900 này. Mình sẽ làm một cái hàm, nó bảo là khai báo hàm, cho nên phải dùng cái khai báo kiểu như thế này. Chừng nào người ta bảo biểu thức hàm hay là hàm mũi tên thì mình phải dùng khác. Hàm mũi tên với biểu thức hàm mình sẽ làm ở những bài dưới. Cái này thì mọi người có thể tham khảo hoặc xem qua thôi, chứ thật sự những cái này thì quan trọng là khi làm bài lab là mình phải hiểu, để mà mentor khi mà review lab họ hỏi hay thậm chí bảo mình code lại một cái hàm tương tự hay một chức năng tương tự mình phải làm được thì mới có điểm nha. Chứ không phải là khi review lab và mentor họ chấm qua tất cả 15 bài lab của mình, thậm chí chấm một bài lab thôi cũng rất là tốn công rồi. Cho nên họ sẽ test bằng cách là họ bảo mình giải thích code và bảo mình code lại những cái hàm có tính năng tương tự chẳng hạn. Rồi lab 4.3 là hàm mũi tên, thì người ta bảo là thực thi lại cái lab ở 4.2 với cái hàm mũi tên thì tương tự thôi. Đúng rồi, bạn Đặng Khôi nói khá đúng á. Hàm slide không phải là xóa nha, là mà là nó lấy ra một cái phần, một cái mảng con kiểu như vậy á. Còn slide là nó có thể xóa hoặc là thêm hoặc là thay thế cái phần tử nào đó tùy vào cách mình viết tận dụng khi mình đưa vào những cái tham số. Thôi để bài sau mình sẽ nói rõ hơn về cái này, hoặc là trong bài assignment. Rồi bài lab 4.3. Lab 4.3 thì mình sẽ thay đổi bằng cái hàm mũi tên đơn giản như thế này, viết nó ngắn gọn trên một dòng đúng không? Tương tự như thế này thôi. Đó. Rồi tiếp tục là mình cũng test. Đưa vào ba cái dữ liệu để mình test đây. 9.8 là dân số của Việt Nam, hình như mình nhớ không nhầm là vậy. Rồi cái lab 4.4 thì như thế nào? Hàm gọi hàm. Nè. Hàm gọi hàm. Lab 4.4 là mình nó bảo mình khai báo một cái hàm tên đây. Sử dụng cái loại hàm là mình muốn nhất. Ở đây thì mình sử dụng là grab function. Mình có gọi cái hàm ở đây. Các bạn chú ý này. Đó, gọi hàm thì phải có tham số hay không nha, và có dấu đóng hoặc mở ngoặc. Trong trường hợp này là cái hàm mình có một tham số là dân số mình đưa vào cái chấm to fix đây một, tức là nó sẽ lấy cái giá trị trả về, nó sẽ biến thành một cái chuỗi và cái chuỗi đó là cái kết quả. Ví dụ ta có 3.14555 thì nó chỉ lấy 3.1 thôi, tức là do lấy một ký tự sau chấm sau dấu thập phân thôi. Cái này thì mình có dùng ở trong bài lab 3 của mình có nói rồi ha. Rồi tương tự bài lab 4.5 chẳng hạn. Các bạn có câu hỏi nào về liên quan tới bài lab thì có thể giờ hỏi luôn nhé. Bài 4.5 là chúng ta sẽ làm việc với array. Câu thứ nhất là tạo một array chứa bốn giá trị dân số của bốn quốc gia bất kỳ. Ví dụ của mình là 98134, 1 tỷ tư và 10 triệu. Đây. Và lưu vào cái array có tên là gì. Tiếp theo là bảo in ra độ dài của cái array đó. Tất nhiên độ dài lúc này là 4. Mình không chạy thử được cái file này ha, tại vì chưa có VS Code. Tiếp tục, cái số 3 nó bảo là tạo một cái array để biểu thị chứa phần trăm dân số của bốn quốc gia trên. Số trên chứ. Thì mình có thể gọi hàm. Đó, như nãy mình nói thậm chí nó có thể chứa một cái hàm nào đó và cái hàm đó trả giá trị gì vào đó hay không, thậm chí nó không trả giá trị thì nó mang giá trị gì undefined thôi. Đó, như ví dụ mình nói lúc nãy, mình có nhấn mạnh lúc nãy đó, lúc này thì mình sẽ gọi một hàm và cái hàm đó trả về cái giá trị, và giá trị đó chính là giá trị của phần tử bên trong một mảng, rồi mình cần show cái mảng nó ra thôi. Lab 4.6 là các phép toán cơ bản với array.
ví dụ như là các nước láng giềng của mình là Việt Nam, của Việt Nam mình là Lào, Campuchia với lại Trung Quốc chẳng hạn ha. Nó bảo là mình hãy dùng phương thức tại một địa điểm nào đó, đất nước có tên là Utopia này gì vậy? Được tạo ra ở vùng lân cận quốc gia của chúng ta, tức là nó là một nước láng giềng, thì mình sẽ put nó vào cái mảng của chúng ta, sau đó hiển thị ra đây. Nhớ là sau khi put xong thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ thêm vào một phần tử ở cuối, sau đó nó trả về một cái giá trị, giá trị đó là độ dày mới của mảng. Mình nhắc lại ha, rồi tiếp tục cái phần là bot, chẳng hạn là cái thứ ba này, nó muốn kiểm tra mình dùng phương thức bot là để xóa phần tử ở cuối mảng, là xóa cái anh vừa xem vào nè. Sau đó nó sau khi xóa xong á là chính của dòng này luôn, nó sẽ trả về gì, cái phần tử bị xóa, nhớ nha. Rồi câu số 4 là nó bảo nếu như array này không có chứa cái nước nước đức thì hãy in ra console cái chuỗi output giống như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái XL cũng được, thậm chí là dùng cái toán tử ba ngôi. Lúc này này là một cách nha, chúng ta sẽ dùng cái phương thức index với cái phần tử để kiểm tra coi nó chứa trong mảng này hay không. Nếu mà nó có chứa thì nó trả về cái phần tử cái index ở trong mảng, còn nếu mà không chứa nó trả về -1, hoặc các bạn có thể dùng cái phương thức include cũng được ha. 5. Câu 5 nó bảo mình là nó kiểm tra kiến thức là muốn truy cập một phần tử, muốn truy cập một phần tử bất kỳ ở bên trong cái array của mình thì dùng cái toán tử để truy xuất index này. Mà muốn có được cái index này chúng ta phải tìm coi thử cái nước China này này nó có cái index là bao nhiêu trong mảng, sau đó mình gán vào cái bí index này, sau đó mình mới thay đổi cái tên của nước Trung Quốc này đi đó, ví dụ là vậy. Tiếp tục là câu 4.7.1, hai câu này chắc khó hơn, cho nên là chương trình mới cập nhật thêm phần hướng dẫn này, các bạn có thể tham khảo ở phần hướng dẫn này làm cũng được. Mình sẽ giải thích qua sơ qua về code của nó nha. Dòng đầu tiên là nó khai báo một cái hàm có ba tham số, nó return ra cái gì, ra cái tổng rồi chia 3, tức là cái giá trị trung bình. Mà trung bình ở đây là gì, là cái điểm được chơi của một cái đội nào đó. Trên này nó có mô tả này, các bạn dành thời gian đọc qua để hiểu rồi sau đó làm nhé. Rồi tiếp tục cái dòng, hai cái dòng tiếp theo, cái dòng đầu tiên là nó dùng cái gì, biểu thức hạ nhầm, nó dùng array function để mà khai báo để cho nó ngắn gọn. Sau đó dòng thứ hai là console chấm lắp này này, để nó làm gì, nó console ra kết quả trả về của cái hàm này. Những cái dòng tiếp theo thì tương tự, không có gì để nói, chủ yếu của nó là nó để nó gán cái giá trị trả về của cái hàm này vào cái điểm, cái biến này là biểu tượng cho cái điểm của đội Dobin, tương tự điểm của đội Color. Rồi nó cần show lock ra thử hai điểm này, quan trọng là ở dưới này ta có một khai báo một cái biến có tên là check winner, và gán giá trị cho nó là bằng cái gì, bằng một function. Và function này hay hay còn nói cách khác, cái cụm này là khai báo một cái biểu thức hàm đó, đưa vào hai tham số là hai cái điểm trung bình của hai đội và kiểm tra này. Đây dùng if bình thường thôi, bạn có thể đặt cái điều kiện thắng ở trên này để check nếu như mà điểm của đội này gấp đôi lớn hơn hoặc bằng gấp hai lần điểm đội kia thì đội đó sẽ thắng, tương tự ngược lại. Còn nếu mà không có đội nào mà thỏa mãn điều kiện đó thì là hai đội, cả hai đội đều thua, tức không có đội nào thắng hết. Rồi ở dưới này là người ta để test với hai cái output khác nhau thôi, tức là cái gì, cái phòng này chúng ta đã làm ở cái bài lab 3 đó, bây giờ chúng ta thiết kế lại bằng hàm thôi. Tương tự ở dưới cái lab 4.7.2 là sử dụng cái hàm tính, cái tính tiếp này, tương tự dưới này ta cũng có cái hàm là biểu thức hàm, nó return về cái gì, về cái giá trị mà cái tiền tiếp chúng ta phải trả.
này nó dùng cái toán tử ba ngôi, các bạn lưu ý ha. Nó giống tương tự với lớp 3 cho nên chúng ta chỉ cần là đặt nó vào một hàm thôi. Hiểu cái hàm và bỏ vào để làm, sau đó sử dụng lại thôi. Nên là không khó khăn gì cả. Bạn tên Khôi có câu hỏi gì vậy? Bạn có hỏi cái gì, đặt câu hỏi gì mình? Chứ để động cốt thì mình không hiểu lắm. Rồi có bạn nào đặt câu hỏi không ạ? Nếu Mình mà sẽ hiện đưa cái tại không còn câu hỏi nào nữa thì chắc là Nhật có thể kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay ở đây được rồi em nhé. để mình đưa cái đường link này lên đây, mình có public cái kho lưu trữ này để mà mọi người có tham khảo về cái sơ đồ mind map này thì có thể tải về ha, hoặc là những cái bài như thế này.